Đây là cái bụi hoa cẩm tú cầu của nhà mình trồng nè cả nhà ơi. Bữa nay nó nở đẹp quá chừng luôn rồi nè. Bây giờ là mùa hoa cẩm tú cầu nở. Bụi hoa này rất là lớn luôn. Bụi hoa này trồng chắc phải trên 10 năm rồi mọi người. Đó. Đẹp ghê không? Nó mới đầu nó nở là nó màu hồng, xong cái từ từ nó thành tím. Một một gốc thôi mọi người, nhưng mà nó có hai màu thấy không? Màu mới đầu nó ra cái bông vậy nè. Đó, cái này là nó mới ra nè, nó mới vừa nở nè. Xong cái từ từ cái nó hồng. Đó, nó hồng. Hồng như cái bông này nè, xong rồi từ từ nó thành tím. Nó tím là nó cũng sắp tàn rồi đó. Rất là đẹp luôn, rất là lớn luôn á. Nguyên một chậu hoa thiệt thiệt là bự luôn mọi người. Rất là thích luôn, mình rất thích luôn á. Sáng bữa nào cũng ra ngắm hết á. Hôm nay quay cái bụi hoa này cho cả nhà xem. Chào chú đi. Chào, cô chào chú. Mọi người. Chào mọi Hôm người. Nay đi ra vườn hái trái cây mọi người, hái nho chuỗi ngọc. Có bữa này chị Hà ghé chú chơi, ngọc chị Hà phụ hái luôn. Nho chuỗi ngọc. Ra vườn hái, tại hái này lâu lắm rồi, nguyên một giải này hái lâu lắm. Nhiều nên chị Hà phụ hái đó. Mấy chị em ra vườn nhiều hái quá đi. Chừng luôn á. Đây quá chừng luôn nè. Đó mọi người nè. Nó nằm nhìn không thấy mà trong má đỏ luôn nè. Đó. Thấy không? Đó, đã tươi luôn nè. Quá wow, luôn. Thấy chưa? Nho chuỗi ngọc. Ở cho nên hái lâu lắm, cho nên chị ghé chị phụ hái. Nho chuỗi ngọc. Rồi nhiều ghê luôn nè. Quay gần vô nè. Ô là đỏ tươi luôn nè, thấy không? Đỏ tươi nè, thấy chưa? Đó nè, thấy không? Có vậy á mình. Ở ngoài mình không thấy mà mình lật 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 vô trong á thấy nhiều nữa mọi người. Ừ. Đó, bây giờ đi hái đây. Ngày tao mẹ mượn cái giỏ này. Cái đó bông hai cái đó bông. Đẹp quá, đẹp quá. Đẹp quá. Gắn lên đeo bông mọi người. Cái hai chú ngọc đeo bông nè, đó. Trời ơi quá chừng Nguyên ơi. Nhiều lắm. Nhiều lắm chị. Wow. Cái này mình tước được rồi đâu cần kéo không? Dạ chị ấy đại mới xong nó hái vô là được rồi. Nina xách cho mẹ đây nè, Nina xách mẹ, mẹ hái hai tay cho nhanh nè. Bây giờ cũng 8 giờ mọi người, 8 giờ tối rồi đó. Mà còn sáng trưa 10 giờ mới tối. Ờ 10 giờ mới tối phải hái cho. Nhanh lên, nhanh lên. Trời ơi, cái này cái chùm chỗ này nè. Ừ. Ôi nhiều quá. Nhiều quá. Cái này chắc cắt nguyên cây luôn quá. Nè, nhìn nè. Ồ đỏ luôn mọi người. Nè thấy không? Quá chừng luôn nè. Cú gu luôn nè. Ô là hái thế nào cũng còn sót không nguyên ha. Họ có cái cây nào á mình cắt luôn cho đẹp. Wow, có nhánh này nhiều quá nè. Mình cắt luôn. Cắt một nhánh để chưng. Mà cắt rồi 11 rồi là ủ quá ta. Cắt xong rồi 11 nó không có lên nữa sao? Lên chứ. Lên chứ xong hả? Không. À mọi người. Đó, thấy chưa? Lên lên như rừng luôn nha. Đây nè. Ở mấy cây nhánh nào đẹp đẹp mình cắt luôn rồi. Ủa lên là hấp lên hả? Lên không con? Lên luôn hả? Trời ơi quá. Wow, nhiều quá luôn. Đẹp đẹp, cắt luôn. Wow. Chị đè xuống từng cành để khỏi sót đó Quyên. Wow, quá chừng luôn nè. Nó bẻ từ cành được. Bẻ từ cành nó chứ không thôi sót nhiều lắm. Wow, đẹp không? Quá đẹp luôn. Nè. Đẹp quá luôn nè. À, đó đó hả? Ừ. Thôi cắt vô đây đừng cắt nhiều quá bỏ uổng á. Năm sau nó không có trái nữa đó. Màu hồng. Màu đỏ hơi cam cam nữa. Nguyên ơi, Nguyên bứt nó rớt hết Nguyên ơi. Tôi cho tí xe nập lên. Nè, quá. Nập lên. Xe nập lên. Xe nập lên. Ờ, ra vui nè. Nè, nập lên nè. Ồ, đẹp không? Wow, đẹp quá. Không có hai cái rổ nè, mình năm nay hài lòng dễ sợ luôn á. Để dành hái chị giống một cái xề với nhau vậy. Mà có cái quai sắt đó. Quai sắt đâu mà dễ thương quá ha. Dễ thương. Siêu tầm, siêu tầm. Siêu tầm, siêu tầm. Quá chừng luôn á. Cái này dầm lòng là dầm nước đá rồi bỏ đường vô uống á, ngọt lắm. Hay là nấu siro. À, làm bánh không nhiều quá thì mình nấu siro biết không? Dạ, dạ. Còn này giống như mình dầm luôn đá lắc vô dầm ăn thẳng luôn. Luôn dạ. Ừ, ăn thẳng luôn. Còn mấy cái hồng hồng thì mình thấy thấy nó cái đỏ. Lan lan dạ. Lan hả con? Lan 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 nhiều quá hả? Nó đi nhiều quá luôn. Nhiều quá luôn. Nên nói tiếng Việt đi. Nói tiếng Việt đi. Nhiều quá. Ừ, nhiều quá.
cái này mà không gạch gạch ra là nó nằm ở trong chị, cái chị gạch từng lớp nè, từng lớp có sao không, bẻ này đâu có gãy ha Quyên hả? Không gãy là chị bẻ ra vậy mới thấy. Mình thấy mê luôn, mình thấy mê luôn á, mà hái cũng lâu á nha. Tao thấy nó nhỏ nhỏ. Cái này tên cái gì? Lập Ngọc á chị. Lý do là bất cứ. Ngày xưa em đâu biết tên gì đâu. Không có nghe, có nghe người nói xong em bấm lên vô chỗ Ngọc ra cái này, tiếng Việt là chỗ Ngọc. Còn mình tiếng Tây mình kêu gô dây mà không biết tiếng Mỹ là kêu gì ta? Gô dây hả? Gô dây. Gô dây. Gô dây. Đúng rồi, bên trong anh cũng gô dây mà nó hồng hồng lợ. Ô là bu bu vậy. Con ốc đâu? Ốc này em đẹp, ốc đẳng kìa, lắc rồi. Đây này cho anh Quỳnh đang hái con ốc. Ốc kia sạch đẹp. Ốc mà mọi người nó đeo lên cây nè. Nó đeo lên cây, trời ơi đeo cứng rồi chứ. Đó. Trời giống con ốc sên. Bự ghê nè, mập ú luôn á. Ăn được không? Thôi. Cái này tay nè ăn mà. À vậy hả? Ốc ít chặt vô á. Nhưng mà mình không biết làm nó nhớt lắm. Đúng rồi. Ăn được mà. Rồi con ốc nữa thôi, để cho nó sống nữa chứ, để cho nó bò. Rồi nè nè nè, trong đó nguyên chùm nè. Cây nguyên cây này mới đẹp nè, thấy không? Nè, nó bò ra nè mọi người. Wow. Đi con ốc nó bò ra. Ủa chỗ này nhiều quá hả? Rồi cái nè. Nè. Ô là la đỏ tươi luôn hả ta? Ừ. Nhìn đẹp chứ. Lá xanh cái trái đỏ nhìn nó nổi ha. Nổi. Nè. Hồi đi hái cái Việt Quốc, cái Việt Quốc cũng mấy trái chín. Việt Quốc. Có ốc. Quay con ốc. Chua. Đây nè. Ăn thử chùm. Này mới chua. Đây là buku. Đây là buku. Đây là buku. Đây là buku. Buku ha. Ủa đây là giỏi quá hả? Chua mà méo mặt luôn á. Cái này ăn sống không nổi đâu. Chua quá. Nước cạnh rồi. Mẹ nó thơm ha. Nó thơm vậy. Chỗ này quá trời luôn à. Nhìn đó tươi luôn mọi người. Đó. Lấy nó đổ cho mẹ đi con. Đó. Lấy đi mẹ cái đổ đi. Ồ là là. Lấy đi cho mẹ đổ nhanh lên. Để vô. Đó, được nhiêu đây rồi nè. Mosi. Gì phụ hái đi. Đi phụ hái không? Wow, cái gì con? Cannabis. Đó, được nhiêu đây rồi nè. Đẹp không? Đẹp không? Nhiêu đây rồi nè. Mới có phần nửa thôi. Thấy rõ rồi. Đổ vô, đổ vô. Wow. Wow, nhiều quá luôn hả? Nè, để vô. Ở đây. Wow. Nè con đó hai rõ luôn. Chém hả? Chém hả? Wow, bên đây nè. Wow, còn bên đây nè. Hả? Ui, để vô. Trời quá trời ốc người ta bên đây cũng gặp ốc nữa. Nè, con ốc bự luôn nè. Nó đang bò trên đây luôn nè mọi người. Đó, không? Đang bò trên đây luôn. Nó hai cái này. Đó, nó bò trên cây nè, nó ăn cái gì trên cây. Là tăng quá. Đẹp không? Wow. Ta nghe từ từ ốc, ốc đang ốc quá chừng luôn á. Bên đây con nè. Ừ, sợ không? Nè, nè đó. Sợ không? Sợ không? Ốc nè, nó bò quá chừng luôn mọi người. Đỏ luôn hả? Đỏ luôn nè. Trời ơi, nhiều quá nè. Rổ rồi ha. Đã quá hay quá. Rổ rồi nè. Rổ rồi. Cái này chín là phải hái liền chứ không hái là để nó bị khô mọi người. Còn bên đây cũng quá chừng mà bên đây chín ít hơn ha. Quên ha. Bên đây đỏ lắm nè. La la. Đi con. Để vô. Để vô. Để vô. Không muốn cầm. Không muốn cầm hả? Quy cầm đi. Chín là phải hái, không hái để nó khô hết đó. Quá chừng còn. Quyên ơi, bên đây cũng còn nhiều lắm. Còn nhiều lắm. Em hái rồi mà cũng còn nhiều lắm. Thì mốt mình hái đợt sau nữa chị. Hái đợt sau. Wow, đây là bức khô. Nó kia nó đỏ lắm nè. Ồ, bên đây là đỏ nè. Khô rồi đó. Cái này. Đó. Trời ơi. Sắp sập tối rồi mọi người. Nha, nha. Không hoạch được ha, nãy là nhiêu đây nè mọi người. Trời nó giờ nè, tối rồi ngưng cái còn mấy lưa thưa nhiều đó mọi người. Nó được hết chung luôn kệ cho giỏ nè. Nè. Hai giỏ nè. Quá wow, chừng nhiều không nè. Bây giờ đem vô nấu siro hay là bánh hay là nã không? Nã không đi nè. Cho cái này vô đây nè cho nó đẹp. Đó, quá. Đẹp quá là. Rồi mà cô không thấy nè. Rồi. Rồi. Đi vô hái mình làm siro nha. Làm siro ha. Nha.
Rồi bye bye mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo đi thu hoạch lê ghim tiếp tục. Rồi. Hôm nay có nhiều lắm, mọi người nhớ đăng ký kênh ủng hộ mấy mẹ con nghe gia đình mình nha. Hẹn gặp lại. Ủng hộ phở tây phở ta nha. Ủng hộ anh phở tây phở ta.